Hiện Linh Sa chở linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi qua khu vực Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội. Là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và có thời gian là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gắn bó sâu sắc và luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Đó là những tình cảm gần gũi và thân thương. Tại khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ chân tình. Yêu cầu đặt ra với Hà Nội không thể như các địa phương khác mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì Hà Nội là thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí thiêng, khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tới phố Cửa Nam. Ở tuyến đường này cũng như trên khắp các tuyến đường mà đoàn xe đưa di hài Tổng Bí thư đi qua, rất đông người dân đã tập trung từ sáng sớm để chờ tiễn biệt một vị lãnh đạo luôn gần dân, trọng dân, lấy dân làm trung tâm, lợi ích và cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân làm tôn chỉ trong mọi suy nghĩ, quyết sách và hành động. Tất cả vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.
đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang di chuyển trên đường Trần Phú, con đường mang tên đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, một người con ưu tú của dân tộc. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tinh thần hy sinh bất khuất, phẩm chất cách mạng cao quý, khát vọng cao cả và niềm tin không gì lay chuyển của đồng chí Trần Phú. Vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng đã mãi mãi cổ vũ các thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là một tấm gương sáng ngời, người đã giương cao ngọn cờ tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta. Thưa quý vị, và lúc này, trên nhiều tuyến phố, trong đó có đường Kim Mã, người dân tập trung hai bên từ rất sớm để chờ đợi được tiễn biệt vị lãnh đạo mà họ kính trọng, yêu mến. Nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ lòng thành kính. Biết ơn ông đã hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, luôn gần dân, sát dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu.
Đây là những hình ảnh đoàn xe nghi lễ trên đường Kim Mã, Hà Nội, được trích từ camera VOV giao thông. Rất nhiều người dân ở hai bên đường chờ đợi tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Về tư tưởng trọng dân, xuyên suốt trong tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là nhân dân. Là con người là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Xây dựng con người, lấy nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Đảng phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng ra phố Trần Duy Hưng về phía nghĩa trang Mai Dịch. Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những con đường đẹp nhất của thủ đô Hà Nội, mang tên vị đại tướng đã có nhiều cống hiến đặc biệt quan trọng. Trong những quyết định có tính chất bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là nhà chiến lược quân sự tài năng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đến nay đã có tổng số 93 quốc gia vùng lãnh thổ, có 19 tổ chức diễn đàn quốc tế với 338 thư, điện, thông điệp chia buồn, trong đó có gần 100 kênh đảng, 124 kênh nhà nước và gần 120 kênh nhân dân. Và tính đến nay, đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan đoàn thể ở trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức,
chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 đồng bào, đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã truy cập gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử.
tiếng những ngày qua, hàng triệu trái tim trên cả nước đã cùng hướng về một trái tim, một nhân cách lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người dân bình thường, giản dị đã chia sẻ rằng giữa một biển người chờ đợi được vào viếng Tổng Bí thư, họ nhìn thấy tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Rất nhiều câu chuyện đã được chia sẻ về tinh thần đoàn kết ấy. Đó là những người dân xung quanh khu vực nhà tang lễ nhận trông xe miễn phí để đồng bào được vào viếng Tổng Bí thư. Đó là những chai nước, những chiếc bánh mì hỗ trợ người dân xếp hàng vào chờ viếng. Đó là người lái xe công nghệ sẵn sàng chờ miễn phí cho người dân ở các tỉnh xa về viếng. Kính thưa quý vị, và đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến về nghĩa trang Mai Dịch. Và tại lễ viếng sáng ngày hôm qua, nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, để tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đã đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia buồn cùng gia quyến, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động ghi sổ tang. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia buồn cùng gia quyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động ghi sổ tang. Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời đại mới. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. 80 năm tuổi đời, gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân trong cả nước, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc, không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Kính thưa quý vị có thể thấy là vừa rồi thì hàng nghìn người dân thủ đô và nhiều địa phương đã đứng trên các tuyến đường hướng về nghĩa trang Mai Dịch để có thể vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Kính thưa quý vị,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thủ đô Hà Nội, quê hương của ông, chính là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa văn minh của dân tộc, là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, hào hoa và thanh lịch, văn hiến và anh hùng, như Tổng Bí thư đã từng nhiều lần chia sẻ. Thưa quý vị, lúc này thì đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp về tới nghĩa trang Mai Dịch để chuẩn bị cho lễ an táng. Theo dự kiến thì lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ. Kính thưa quý vị, tính đến nay thì đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể ở trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức trong và ngoài nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 đồng bào đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại nhà tang lễ số 5 Quốc gia Trần Thánh Tông, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, gần 500.000 lượt người, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã truy cập để gửi lời chia buồn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa quý vị, cũng trong 2 ngày vừa qua thì lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trang trọng tại các đại sứ quán của Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thưa quý vị, trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, lãnh đạo Campuchia, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Khun Sudari, Thượng viện Campuchia, Hoàng cung và gần 50 đoàn, các bộ, ban, ngành Campuchia, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, hội cựu học sinh Campuchia tại Việt Nam, doanh nghiệp, lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Thủ tướng Hun Manet ghi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo đã hy sinh cả cuộc đời mình cho hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, cũng như củng cố mối quan hệ anh em giữa Campuchia và Việt Nam. Samdech Heng Samrin ghi rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời vì độc lập, hòa bình và phát triển của đất nước Việt Nam, là người gắn bó và gần gũi của Campuchia, đã góp phần to lớn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị anh em Campuchia-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sudari ghi sổ tang đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất đã để lại những thành quả vô giá. Hình ảnh của Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong tim những người bạn Campuchia. Tại Bắc Kinh, lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương Trung Quốc, kiều bào, lưu học sinh Việt Nam đang sống, làm việc tại Trung Quốc đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến viếng chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình viết, vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm qua, đến chia buồn và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng cao cấp, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tận tâm, phục vụ xuất sắc Việt Nam. Ông đã có những đóng góp lâu dài cho tình hữu nghị Việt Nam và Singapore. Chủ tịch Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 8 năm 1968,
tháng 8. Thưa quý vị, và đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi qua sân vận động Mỹ Đình hướng tới nghĩa trang Mai Dịch để chuẩn bị cho lễ an táng. Và ở đây cũng có rất đông người dân chờ đón tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tín hiệu từ sân vận động Mỹ Đình. Đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi qua khu vực sân vận động Mỹ Đình để tiến về nghĩa trang Mai Dịch. Thank you.
Kính thưa quý vị, lúc này thì đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp về tới Nghĩa trang Mai Dịch để chuẩn bị cho lễ an táng. Phóng viên Tiến Anh đang có mặt tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch sẽ chuyển tới quý vị tình cảm của người dân đã đến ở đây từ rất sớm để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, có mặt trong giờ phút thiêng liêng này tại Nghĩa trang Mai Dịch, bồi hồi, xúc động, niềm tiếc thương khôn nguôi là điều mà tôi đang cảm nhận được lúc này, cũng như trong ánh mắt rưng rưng, đôi tay nắm chặt của các bạn trẻ, đồng bào, bà con, người dân bày tỏ lòng thành kính tiễn biệt người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đoạn đường cuối cùng về nơi an nghỉ. Rất đông người dân từ các tỉnh thành, trong đó có những bà con dân tộc từ vùng sâu, vùng xa đã có mặt ở đây từ sáng sớm. Hành trang có khi chỉ là chai nước, nắm xôi, gói cơm nắm, chiếc bánh mì thôi. Ai cũng mong muốn được đứng bên cạnh và được dõi theo linh cữu của vị Tổng Bí thư kính mến. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi yên nghỉ của các liệt sĩ, các vị lãnh tụ, các nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, các văn nghệ sĩ nổi tiếng và những người có công lao đóng góp to lớn cho đất nước. Nơi an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được đặt trang trọng gần đài Tổ quốc ghi công. Những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng Bí thư đã được các lực lượng, đơn vị thực hiện bằng tình cảm, sự biết ơn và lòng thành kính nhất. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo xuất sắc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Điều mong muốn cao nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Đảng ta phải thực sự trong sạch, vững mạnh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đó là tài sản, di sản vô cùng to lớn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thank you.
Thưa quý vị, linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đưa vào khu vực an táng để chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Những giây phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp đến. Lễ an táng sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 15 giờ ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu cùng gia đình ổn định vị trí để lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bắt đầu.
lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu. Lực lượng nghi lễ chuyển linh cữu vào vị trí. Thank you.